Alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Fuzzy Dev Channel. Class trong nguyên cái series học về tìm hiểu về GRPC. Thì ở những video trước mình đã giới thiệu cho mọi người về bốn cái loại API ở trong GRPC. Thì đó giống như là mình đã đạt được một viên gạch đầu tiên trên cái con đường sự nghiệp tìm hiểu GRPC của mình. Đó, mà thì tất nhiên là ở phía sau nó sẽ còn rất là nhiều thứ để mà mình tìm hiểu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp một phần ở trong đó, nó cũng rất là quan trọng. Đó chính là phần xử lý lỗi của GRPC. Thì ở phía bên trong GRPC mấy bữa nay mà mình sử dụng, mình demo trong mấy API á, thì gần như là mình chỉ có lỗi là mình chỉ là log ra thôi, in ra thôi, chứ mình chưa hề xử lý. Nghĩa là server nó cứ mặc định là request gửi lên là data nó đúng cấu trúc hay là gì gì đó chẳng hạn, và nó luôn luôn nó trả về thành công cho client. Nó chưa có trường hợp nào nó bị lỗi gì cả. Thì hôm nay mình sẽ demo một cái trường hợp là mình phải đi xử lý lỗi ở cả trên server, và mình sẽ viết một cái code ở dưới client để mà mình demo cái việc đó ha. Thì giống như những bài trước thôi đó. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu trước coi là ở bên trong cái GRPC này nó có những cái lỗi gì, những cái mã lỗi gì. Thì trong cái file này nó có define ra cho mình những cái mã lỗi, những cái gọi là static code, chứ không phải là mã lỗi nữa đó. Thì mình sẽ sử dụng những cái static code này đó để mà mình ứng dụng vào bên trong cái code của mình ha. Rồi mình sẽ bên cạnh đó là mình sẽ Google GRPC handle error đâu rồi ta, error đây, error handling. Đây thì ở đây nó có cả cái sample code ở đây ha, trên lớp của mình đó. Nghĩa là mình các bạn khi mà mình làm lập trình đó, thì tốt nhất là mình nên nên làm quen với cái việc là mình sẽ thường xuyên nó phải sử dụng Google ha. Nên sẽ tôi bấm vô đây, đây nè, sử dụng Google. Mình rành Google thì mọi thứ nó đơn giản hẳn đó. Thì đây nó sẽ có cái code demo ở trong Go. Rồi giờ tôi vô tôi coi code này, tôi làm theo chứ không cần phải nhớ chỉ cho nhức đầu ha. Rồi đó, đây là cái code demo nè. Rồi tạm thời mình cứ để đây đi, khi nào quên rồi nhảy vô mình coi ha. Giờ mình sẽ demo một cái bài khác. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ làm một cái gọi là căn bậc hai đi, nó là gì ta, square hả. Rồi square đi, thì nó cần một cái là square request không, và return một cái square response. Rồi, bây giờ mình sẽ định nghĩa cái square request và cái square response của mình. Square request đó, và square response. Rồi, thì anh sẽ gửi lên một cái con số. Bây giờ mình sẽ cho anh gửi lên con số in 32 đi chẳng hạn, vậy là
ha, và sẽ trả về một cái double là square root ngân hàng vậy. Thì cái góc căn bậc hai của nó, góc căn bậc hai của cái request. Rồi, ok. Vậy thì mình gen code thôi. Từ từ, xin lỗi, mình zoom to cái code ra cho mọi người dễ thấy ha. Này, request reborn. Rồi. Mình gen code, ok. Ta thấy nó chạy bình thường. Nghĩa là mình đã gen được rồi. Bây giờ mình là mình đi kiếm. Sẽ đi kiếm cái bài đó. Đây, nó có cái service client là Square. Service server đây, copy ha. Làm việc thủ công là mình sẽ implement cái này. Thì nó cũng như, giống y như là giống bây giờ là mấy cái request mà mình đã từng làm lúc trước thôi, gì đâu. Rồi ở đây thì mình sẽ có cái context và ở đây là cái request và mình sẽ trả về cái response ha. Rồi ok, vậy thì đầu tiên của cái việc của mình cần phải làm á là mình sẽ lọc lọc sorry green là square con. Rồi mình lóc ra để mình biết là nó được gọi cái hàm vô vô cái hàm này rồi. Thì bây giờ việc đầu tiên của mình làm là gì? Mình sẽ lấy cái con số trong cái request ra, mình kiểm tra coi là nó có bị âm hay không. Nếu là mình căn bậc hai của âm thì đâu có được, đúng không? Vậy thì cái number của mình sẽ là bằng cái request.getNum. Rồi, nếu mà cái number của mình nó mà nó bé hơn không thì cái này là chắc chắn là có lỗi rồi, đúng không? Đó thì mình phải trả về một cái lỗi cho server. Ồ quên, thằng là nó biết là ok mày, giá trị mày trả về nó sai rồi thì giá trị mày đưa lên cho server xử lý là nó bị sai rồi. Thì đầu tiên là cái response nó sẽ là nil và cái error. Rồi thì giờ mình sẽ quay lại cái demo của họ để coi là họ dùng cách gì để họ trả về cái error ha. Mình không biết thì mình coi thôi, mắc gì mình phải nhớ cho nhiều. Rồi họ sử dụng cái grpc status và grpc code này để và cái hàm ROS này để họ gửi cái row về cho class. Rồi thì mình cũng vậy luôn, mình cũng status, mình kiếm cái đó rồi mình sẽ status nè, chấm ROS thì cái code của mình nó sẽ là cái rồi sẽ code ha, chấm invalid argument, nghĩa là cái tham số truyền vào nó không hợp lệ. Sau đó là nghĩa là expect num lớn không request num is word. Này tôi chơi tiếng Anh rồi cho nó nhìn cho nó có vẻ chuyên nghiệp đấy. Rồi đây đồng thời tụi mình cũng lóc ra để mình biết là
À. Mình biết là nó cái request nó gửi lên. Rồi, mình biết là mình đã gửi về cái invalid argument cho thằng còn ngược lại nếu như mà nó không không âm thì mình return về thôi. Mình return một cái letter bb square response và mình nhớ là mình phải trả một cái con trỏ cho nó ha. Và arrow của mình sẽ là nil, không có arrow. Và cái square root của mình á nó sẽ bằng cái hàm mat su s này, đây nó có cái hàm này nè, square root of x nè, thì nó đưa vào một cái float 64 và nó trả về một cái con số float 64. Ở đây thì kệ nó đi, mình đưa vào một số in. Đó. Rồi, nó báo lỗi là nó cần float 64 ha. Mà anh đi đưa vào in là tôi không chịu. Rồi. Rồi, ok chưa? Rồi, như vậy thì coi như là mình đã KPI mình đã xong. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ha. Mình chạy thử. Mình chạy thử cái server của mình bằng cách là mình mark run server. Ok, server đang chạy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua anh client để mình test. Rồi, thì cũng tương tự như cái hàm consume này. Copy cho lẹ. Mình kéo xuống này. Này mình con square root. Rồi. Thì con square root API ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái hàm square square request và cái num num mình đưa lên nó là 4 ha. Căn bậc 2 của 4 nó sẽ ra 2. Rồi. Đây trong trường hợp error là mình sẽ phải xử lý nè. Đấy. Nếu mà cái error nó khác nin ha thì mình phải xử lý làm sao đây? Mình làm sao mình bạc từ cái thải error này để ra được cái code. Thì không biết thì mình lên mình coi demo của người ta, đừng có lanh chanh mình làm bậy nó sai ha. Đây thì nó khi mà có error thì nó lại sử dụng cái status và firm error để nó ra được một cái error status và từ cái error status đó nó lấy ra được cái message và cái code ha. Rồi, bắt đầu nó mới đi check lại cái code nó bằng là invalid code thì nó mới gọi là xử lý thêm cái gì đó trong trường hợp mà nó bị invalid á, cũng có thể xử lý thêm cái gì đó chẳng hạn vậy. Ok rồi thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi, nghĩa là đầu tiên là mình cũng lóc ra là con square root ABR rồi mình cũng lóc cái error ra đi ha. Rồi sau đó thì mình sẽ là cái gì, error status nó sẽ bằng là status cái thằng status của GPC mà chấm firm error, có nghĩa là nó lấy cái status từ cái error mà GPC trả về chưa. Và nó có tìm một cái biến là ok. À, ok.
Thì đây mình sẽ viết tắt này. Thì lúc này mình sẽ xử lý cái error status này. Cái hàm cái câu làm tiếp này nghĩa là tôi lấy ra cái error status và nếu mà nó ok thì tôi sẽ xử lý ha. Nếu mà nó ok, đó, cái này là viết tắt. Thì tôi sẽ xử lý cái error status nó như thế nào. Thì giờ log ra thôi. Đầu tiên là chấm rename đúng không? Rồi error message. Error message là bằng error status chấm message. Ok. Rồi, tôi phải thêm cái xuyệt n ở đây nữa để cho nó xuống dòng nhìn cho nó đẹp. Xuống đây thì tôi tiếp tục là error. Cái này là record thì là row code rồi rồi sau đó thì tôi sẽ lấy là nếu mà cái error status nó bằng bằng cái code invalid argument. Có nghĩa là trong trường hợp này server nó trả về cho tôi báo là nó biết báo cho tôi biết là invalid argument rồi đó, nghĩa là mình đã gửi lên cái số sai rồi đó thì gửi lại đi ha. Thì trong trường hợp này thì để cho nó hay ho hơn xíu thì cái num này mình sẽ để ở ngoài đi và mình nằm hạt có trong này ha, để cái nằm nó nghĩa là mình khi gọi mình truyền cái nằm vô cho nó tiện để mình test cho nó dễ. Rồi thì ở đây mình sẽ log ra là invalid argument nằm rồi ok là nằm và return. À, tôi lock và xong tôi return không xử lý nữa. Đúng chưa? Đây lock phần tồn nhiều khi tới đây nó tắt nó ngậm rồi à, tôi không lock ra luôn à, hay nói đây tôi print print thôi chứ tôi không có phần tồn để không nó ngậm luôn ạ. Rồi rồi xuống đây nếu như mà trường hợp nó không có error thì tôi sẽ in ra là cái square root response nó sẽ bằng là square root nó có cái hàm là get square root nè. Tôi thích xài cái hàm get ha. Rồi, kiểm tra lại coi đúng chưa? Rồi, có vẻ là cũng đúng rồi đó. Thì bây giờ mình chạy lên trên này. Comment cái này lại và mình gọi cái hàm này với cái client. Và đầu tiên là mình sẽ thử trường hợp đúng trước, nghĩa là mình cứ gọi lên cái con số 4. Rồi thì bây giờ mình server mình đang chạy rồi ha, mình chạy cái client của mình lên này, trong trường hợp này là đang là số 4 nha, thì hy vọng nó sẽ trả về số 2. Rồi thì nó con link square root API và cái này sorry cái lock nó sẽ sai chính tả là cái square root response. Thì square root reborn nó là 2. Ok, đúng. Rồi mình coi log server mình coi. Thì nó gọi lên cái square được cái API square nó được gọi nè. Ok, đúng.
Rồi, giờ trong trường hợp này mình trả gì, mình đưa lên số trừ 4. Thử xem nó sẽ chạy ra cái gì. Rồi. Mình thấy nè. Để tôi phóng to ra cái lốc này luôn để cho mọi người cùng cùng xem cho nó dễ nha. Đầu tiên là nó call cái API và sau đó là nó lóc ra cái error là code bằng invalid argument. Này có nghĩa là cái đây cái hàm lốc này này. Cái hàm lốc này nè. Hàm lốc này nè. Nó lóc cái error ra thì cái error này nó như sau. Code bằng invalid argument, description bằng expect num là lớn hơn không. Nhưng mà request num là trừ 4. Đấy. Sau đó nó sẽ log ra là cái message nè, cái này là cái message này ha, và cái này là cái error code, cái code nó là invalid argument luôn. Và nó sẽ nhảy vô, mình compare nó thì nó sẽ nhảy vô cái lock cái invalid argument num là trừ 4. Nó cái này là cái phần lock của thằng plan. Vậy thì lên lên server coi là ảnh xử lý cái gì trên đây. Thì khi mà cái request này được gọi, nó sẽ nhảy vô, nó thấy là cái request num bé hơn không với cái num là trừ 4 và nó return là invalid argument. Đấy, thì cái message này chính là cái message mà mình đã define ở trên server nè. Đâu rồi? Đây, cái message expect num nè, là chính là cái message mà mình trên server mình trả về cho client luôn đó. Thì mình đã coi như là mình đã demo được cho mọi người xem cái việc là mình phải xử lý cái error trong một cái request gRPC như thế nào. Thì thấy nó cũng đơn giản đúng không, không có gì phức tạp hết, rất là dễ. Như mình cái slogan của channel này đó, code rất là dễ, khi nào ông dính bug mấy ông mới khóc, nó mới thấy khó. Code thì rất là dễ, dễ kiếm ngàn đô lắm đó. Thì video hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong một cái topic kế tiếp ở video sau. Xin chào.